Xin chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Ở clip này em test cặp loa Tannoy Arudel Bass 40. Ở đây là một trong những cặp loa Tannoy vintage mà có thể nói rằng nó có một cái kích thước thùng rất là nhỏ gọn, rất là vừa vặn, phù hợp với bất kỳ một căn phòng nào ở Việt Nam chúng ta. Ngay từ những căn phòng rơi vào tầm khoảng 15 đến 20 mét, 3-40 mét đều có thể đáp ứng được tốt bởi cặp loa này. Ở đây là một cái cặp loa sử dụng cái cấu hình loa hiếm, quý, sử dụng chung với các cái đời Memory, RVK, HVK. Và giá của cặp loa này là 64 triệu, bass 40cm, loa chép đồng trục tổ ong. Gần mút. Anh em lưu ý rằng những dòng loa Tannoy hoặc là JBL hoặc là bất kể một dòng loa gần mút nào thì đa phần đều sẽ phải thay thế, cho nên là cặp loa này cũng không phải là ngoại lệ và em cũng đã thay thế một loại gần tốt tương đương. Giá của cặp loa này là 64 triệu, chúng ta có thể phối ghép với bất kỳ các dòng âm ly nào đều có thể đánh được tốt, bởi vì cái cặp loa này nó có một cái mức, có một cái thông số cực kỳ là lý tưởng, độ nhạy cao, cho nên là chúng ta có thể ghép được với hầu hết các loại âm ly, không kể cả những dòng âm ly đèn hay những dòng âm ly class A công suất nhỏ cũng có thể ghép tốt mà không hề kén âm ly một chút nào. Cái cặp loa này thì nó có một cái mức công độ nhạy là từ 113 đến 119 dB, công suất cho cặp loa này là từ 120W đến 500W và tần số là 30 Hz cho dải trầm rất là sâu, đúng không ạ, và 20 kHz cho dải cao. Cái cặp loa này thì với một cái thông số như vậy, độ nhạy cực kỳ cao, mặc dù công suất của cặp loa là 120W, tức là 60W một kênh, nhưng độ nhạy rất cao. Em ghép những âm ly đèn khoảng 15W hay là âm ly class A 15W đánh cũng tưng bừng và khai thác rất tốt ra chất cặp loa này, rất là hay. Bây giờ thì xin mời anh em cùng thưởng thức một bài nhạc rất là quen thuộc, đó là bài Chuyến Đò Vĩ Tuyến của ca sĩ Thanh Thu. Người ơi,